LeBron James bùng nổ với 56 điểm, Lakers lội ngược dòng ngoạn mục trước Golden State Warriors. Đã khá nhiều lần trong ít tuần qua, những màn tỏa sáng của LeBron James không mang lại kết quả có lợi cho Los Angeles Lakers. Nhưng ở trận đấu đặc biệt này, với Golden State Warriors, mọi thứ đã khác. Nhà vua với màn trình diễn ghi điểm xuất sắc nhất trong sự nghiệp 4 năm khoác áo Lakers đã giúp đội chủ sân Crypto.com Arena ngắt mạch thất bại. Chạm trán kinh địch quen thuộc là Stephen Curry, LeBron James đã bùng nổ với 56 điểm cùng 10 rebound và 3 assist, 19 trên 31 field goal, 6 trên 11 quả 3 điểm thành công, 12 trên 13 lần ném phạt thành công để đưa Los Angeles Lakers đến chiến thắng 124-116 trước Golden State Warriors. Trong một màn trình diễn như chống lại tuổi tác, nhà vua đã oanh tạc hàng thủ của Golden State Warriors xuyên suốt cả 4 hiệp đấu với lối chơi đa dạng. Nếu như nửa đầu trận đấu, LeBron dùng sức mạnh để tấn công cận rổ thì ở nửa sau, anh có cảm giác ném xa tốt và liên tục có những quả 3 điểm thành công. Một trong những điểm nhấn lớn nhất trong trận đấu chính là chuỗi 3 quả 3 điểm liên tiếp của James, đưa Los Angeles Lakers lên dẫn trước vào giữa hiệp 4. Cộng thêm tỷ lệ ném phạt gần như hoàn hảo cả trận, 12 trên 13 lần ném phạt thành công, LeBron James đã chạm cột mốc 56 điểm qua 39 phút thi đấu, ấn định trận đấu ghi điểm nhiều nhất ở mùa giải năm nay, cũng như trong sự nghiệp 4 năm chơi bóng cho LA Lakers. Thật khó để diễn tả về sự xuất sắc mà LeBron đã thể hiện trong màn so tài này, nhất là khi áp lực rất lớn đến từ nhiều phía. Đầu tiên là đối thủ, khi Lakers phải chạm trán Stephen Curry cùng Golden State Warriors. Dù đội bóng cầu cổng vàng đang có phong độ không cao, nhưng đây vẫn là một tập thể hạng nhì miền Tây với một trong những siêu sao ghi điểm số 1 thế giới. Thứ hai là áp lực từ chính nội bộ của Los Angeles Lakers khi đội bóng đã trải qua 4 thất bại liên tiếp cũng như 8 trận thua trong 10 lần ra sân gần nhất. Đã có những lùm xùm về việc sử dụng Russell Westbrook trong đội hình xuất phát hay đẩy anh lên ghế dự bị, khiến tâm lý của các cầu thủ Lakers bị đè nén hơn nữa trước giờ xung trận. Vì vậy, tất cả đã không ảnh hưởng đến đoàn quân của huấn luyện viên Frank Vogel ở màn so tài này, đặc biệt là với LeBron James. Ngay phía sau LeBron trong trận đấu ngày hôm nay là Russell Westbrook với 20 điểm cùng 4 assist và 4 rebound. Ba cầu thủ còn lại của Lakers ghi trên 10 điểm là Malik Monk, Austin Reeves và chủ nhân của quả 3 điểm ấn định chiến thắng cho Lakers là Carmelo Anthony. Bên kia chiến tuyến, Stephen Curry có trận đấu khá hay khi ghi được 30 điểm, 13 trên 22 field goal và 4 trên 9 quả 3 điểm thành công, cùng với sự hỗ trợ của Jordan Poole với 23 điểm và Jonathan Kuminga với 18 điểm. Tiếc rằng, Golden State Warriors đã mắc khá nhiều sai lầm ở thời khắc quyết định, bao gồm 2 turnover và 3 tình huống dứt điểm không thành công. Ở lần ra sân tiếp theo, Los Angeles Lakers sẽ có một ngày nghỉ ngơi trước khi đến làm khách tại sân của San Antonio Spurs vào sáng thứ 3. Cùng ngày, Golden State Warriors tiếp nối chuyến du đấu dài ngày tại Denver, đối đầu với Nuggets.